Bài tập 21 là mình sử dụng cái hàm giờ tìm kết hợp với if để mình làm bài tập. Thì ta sẽ có cái bảng dữ liệu và ta thực hiện làm câu 1. Mình mở bài lên nè, câu 1. Câu 1 của mình á là dựa vào mã tự của cái tự đầu của mã hàng và bảng phụ để tiền vào cái cột tên hàng. Thì chúng ta thấy rằng là mình có chữ X nè, DN. Mình thấy cái tự đầu của mã hàng là NT nè. Như vậy á, mình cắt cái tự đầu tiên của mã hàng, mình so sánh vào cái bảng phía dưới. Thì ở đây mình tìm kiếm theo cột thì mình sử dụng cái hàm là VLOOKUP. Rồi chúng ta sử dụng cái hàm là bằng VLOOKUP, cái tự đầu tiên left. Mình gõ không được á, mình chọn không được á, thì mình đánh vào left của B3 một ký tự. Rồi sau đó đó mình quét từ A12 cho đến B14, mình nhấn F4, mình cần lấy dữ liệu là cột thứ hai thì mình phải 2, tìm kiếm chính xác là 0. Rồi mình copy công thức xuống. Mình sẽ ra được là xăng dầu nhất. Bài tập thứ hai. Câu thứ hai là mình dựa vào hai ký tự cuối và mình so sánh trong bảng phụ. Nhưng mà nếu như hàng là trong nước á, thì mình ghi là hàng trong nước. Thì mình thấy hai ký tự cuối sẽ có chữ là, nếu như là TN thì mình thấy dữ liệu ở cái số thứ tự thứ 6. Thì câu 2 này nè, thì nó bẫy mình chút xíu là nó ta nói rằng là nếu cái hai cái tự cuối là TN thì là cái hàng trong nước, còn ngược lại á, là mình tra trong bảng này. Do nếu mà mình chỉ tra trong cái bảng phụ thôi á, thì nó sẽ bị lỗi cái dòng thứ 6, cái số thứ tự thứ 6 nè là cái dòng thứ 8, nó sẽ lỗi NA. Này, thầy làm đầu tiên cho các em coi ha. Rồi, ví dụ mình bằng, mình tìm kiếm theo cột thì nó là VLOOKUP. Rồi mình lấy bên phải right ha, mình gõ không đánh không được thì mình gõ vào địa chỉ trực tiếp luôn, B3 hai ký tự. Rồi mình mới tìm kiếm ở trong cái bảng phụ, mình quét khối từ F13 cho đến G17, mình nhấn F4 để cố định cái địa chỉ nó lại. Rồi sau đó là mình tìm kiếm, mình lấy cái giá trị ở cột thứ hai là mình phải 2 nè, phải 0 là tìm kiếm chính xác. Khi đó là CA là cách cho là đúng ha. Rồi nó lỗi ngay cái dòng chỗ TN là NA, NA là nó đâu có tìm thấy ở dưới cái bảng ở dưới đâu, ở dưới không có NA lại tìm không được đúng không, không có là TN. Mà người ta nói là nếu như mà nó là TN thì nó là hàng gì? Hàng trong nước. Do đó là mình phải xét cái điều kiện, mình kết hợp điều kiện vô đây. Nếu như mà right của B3 hai ký tự mà bằng với gì các em, TN, thì nó là hàng trong nước, ngược lại là cái này.
Thì nếu điều kiện này đúng thì mình ghi vô nó là hàng trong nước. Nha, ngược lại thì cái điều kiện này. Đó, ở đây mình có hàng trong nước nè. Thì mình sẽ xử lý được cái lỗi NA ngay chỗ cái dòng thứ 8, tức là dữ liệu thứ 6. Câu 3 là cột đơn giá được lấy trong bán phụ. Mình thấy có xăng, dầu, nhớt. À, là mình có đơn giá bên đây. Thì cái bài này á, nếu như mà các em dùng các ký tự ở bên trái cũng được, còn nếu không cắt ký tự bên trái á, mình làm nhanh á, thì mình dùng VLOOKUP nè. Mình lấy luôn tên hàng. Phải. Mình quét khối từ tên hàng qua cho tới giá thì mình đỡ, mình không cần phải dùng cắt tại vì nó sẽ lấy được cái xăng dầu nhớt. Nó tìm kiếm luôn thì công thức mình ngắn lại một tí. Các em nhấn Alt F4. Nhấn F4 cho thầy, cố định địa chỉ, mình lấy cột thứ hai và tìm kiếm chính xác là không. Mình tìm kiếm nhớt, xăng dầu nhớt bên đây và đơn giá, mình quét hai cột thì mình lấy dữ liệu cột thứ nhất, cột thứ hai. Hoặc là chúng ta có thể dùng ký tự cắt ở bên trái mình quét thì nó sẽ là cột thứ ba. Câu 4, tính thuế. Thuế thì nếu như mà hàng trong nước là miễn thuế, tức là thuế bao nhiêu phần trăm? Là không. Còn ngược lại, thuế á, thì bằng số lượng nhân đơn giá nhân với thuế. Thì ở đây á, mình xét như vậy á, đầu tiên là mình lấy là cái gì? Hàng trong nước là miễn thuế, là thuế là không. Như vậy nếu hàng trong nước là, tức là lép nó là TN, hoặc là ghi luôn cái hãng sản xuất là hàng trong nước nha, hoặc là mình sử dụng luôn là cái chỗ hàng trong nước này cũng được, hoặc là mình sử dụng là right của nó bằng TN cũng được. Rồi nếu mà sử dụng bên đây thì ND3 bằng hàng trong nước. Rồi, hàng trong nước là thuế bằng không đúng không? Thuế bằng không. Rồi ngược lại thì mình cho là -1 đi, mình chưa tính. Rồi. Ok,
Rồi có phải là ngay chỗ mặt hàng trong nước là thuế bằng không các em? Rồi có chỗ trừ 1 là mình chưa tính. Rồi nếu như T3 là hàng trong nước thì thuế bằng không. Ngược lại thì sao? Ngược lại thì có phải là ngược lại á, thì người ta nói là gì? Số lượng nhân đơn giá nhân thuế thì như đó, thì chúng ta sẽ lấy đầu tiên có số lượng không? À, đơn giá nhân số lượng. Số lượng của mình là F mấy các em? F3. Rồi mình nhân cho thuế đúng không? Nhân cho thuế. Về thuế á, thì có xăng dầu nhớt ở đây nó có, sẽ có thuế của nó. Thì như vậy thuế á, thì mình dựa vào cái tên hàng này mình lấy thuế. À, thì như vậy mình tìm kiếm theo cột á, thì mình dùng là VLOOKUP nè. Mình lấy OC3 nè, phải mình mới tìm kiếm ở trong đây. Mình quét ba cột á, tại vì mình lấy cột thuế. Mình nhấn F4. Phải. Như vậy mình đếm 1 2 3 thuế là cột thứ mấy? Cột thứ 3 đúng không? Mình tìm kiếm chính xác là không, mình đóng ngoặc lại. Rồi, mình đóng ngoặc của hàm if lại. Rồi, như vậy cái tệ là nó ở đây á các em. Thuế là số lượng nhân đơn giá nhân thuế. Rồi, enter. Rồi câu tiếp theo. Cái câu này là cái câu mà cho dễ lấy điểm nhất, là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá cộng cho thuế bằng số lượng nhân cho đơn giá cộng cho thuế là thành tiền nha. Rồi câu này là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá cộng cho thuế. Câu 4, câu 5. Xong rồi tiếp tục câu 6, tổng giá trị dầu của Rizik, Petro và Esco. Thì mình ở bản dữ liệu mình á, mình cho bên đây là tổng giá trị. Rồi nếu mà các em tính hết luôn cũng được. Nếu các em tính hết luôn thì tại mình sẽ lập một công thức. Mình lập một công thức và mình tính đồng thời. Chúng ta sử dụng cái hàm là sum if. Đầu tiên là mình đưa dữ liệu cần tìm kiếm, là mình đưa cái tên hãng vào. Rồi quét khối từ đây tới đây ha. Các em nhấn F4. Rồi sau đó là các em đưa cái điều kiện vào. Điều kiện của mình là ô này nè, là ô G13. Rồi phải. Và tổng cái giá trị mình cần tính là tổng thành tiền. Rồi mình quét khối, mình nhấn F4. Rồi các em đóng ngoặc lại ha. Tổng giá trị của Rito ha. Rồi cộng giá trị Petro. Rồi mình copy công thức xuống.
Rồi sau đó các em đi định dạng dữ liệu thành số có dấu phẩy thập phân là được. Các em chép vào dấu phẩy, giảm số 0 lại. Kẻ lại không? À, chúng ta hoàn thành bài tập.